Calma. Yeah. Cái này anh nghĩ cũng miếng ghen nha, nó là một cũng dây độc ghen nha, dạ, cho nên là nó cũng hay ra ngoài nó bài tiết qua lưng hay hoặc là da mặt đó. Cái này là cái bài tiết nha, không tiết chịu khó xin. Khó chứ nè. Yeah.